tính chiều cao của trẻ và làm thế nào để cho con cao lớn hơn, cùng tìm hiểu bác Thắng trong video này thôi. Tất nhiên rồi, con cao lớn là điều cực kỳ mong mỏi của các bố các mẹ. Bác sĩ Thắng biết là có rất nhiều bạn gái thường đặt ra tiêu chuẩn về chiều cao cho người nam giới. Đó, à vì em là em muốn sau này con em phải cao lớn cơ, thế nên là con trai phải cao trên 1m7, trên 1m8 vân vân. Đúng không? Đấy. Ở đây có bạn nào mà thường đặt ra câu hỏi này thì hãy comment phía bên dưới nhé. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được rằng là tương lai con của chúng ta có thể cao được bao nhiêu, và chiều cao đó làm thế nào để cho cháu đạt được một cái tối đa? Thì việc đầu tiên, bác sĩ Thắng sẽ hướng dẫn mọi người có hai cái cách mà rất là đơn giản để tính chiều cao của con. Cách thứ nhất là chúng ta tính chiều cao tương lai của bé dựa trên chiều cao của bố mẹ. Đó. Thì tất nhiên rồi, đó, bố cao mà mẹ cũng cao thì chắc chắn con sẽ cao. Nhưng ví dụ như bố cao, mẹ thấp hoặc mẹ cao bố thấp thì sao? Đó, thì việc đầu tiên chúng ta sẽ lấy trung bình của chiều cao bố mẹ. Đó, ví dụ như là mẹ cao 1m60, bố cao 1m80 thì trung bình chiều cao của bố mẹ sẽ là 1m70. Đó, chúng ta sẽ có cái con số trung bình chiều cao bố mẹ nhá. Thế thì con trai thường sẽ là cao hơn con gái. Chúng ta sẽ lấy cái con số trung bình này cộng với 6,5 cm. Đó, 6,5 cm tương ứng nó là 2,5 inch nhé. Đó, 6,5 cm nhá. Đó, thì sẽ ra là chiều cao trung bình của con trai, và lấy con số đó trừ đi 6,5 cm thì sẽ ra cái chiều cao trung bình của con gái mà các bạn ấy thường sẽ đạt được. Ví dụ như là như vừa nãy là mẹ cao 1m60, đó, bố cao 1m80, đó, thì trung bình của bố mẹ là 1m70, đúng không? Thì chiều cao trung bình của con trai của cặp vợ chồng này sẽ là 1m76,5, và chiều cao trung bình của con gái của cặp vợ chồng này là 1m63,5. Đó, thế thì chúng ta còn cái cách nào để cho con cao hơn không? Thì thực ra là đây chỉ là chiều cao trung bình thôi. Và lúc đó chúng ta sẽ còn cộng trừ 5 cm nữa với cái chiều cao trung bình đó. Có nghĩa là ví dụ như con trai nhé, chiều cao trung bình là 1m76,5 đúng không? Thì bạn đấy có thể cao tối đa, cao nhất là cộng thêm 5 phân nữa là 1m81,5. Đó. Nhưng cũng có thể thấp, trừ đi 5 phân đó, sẽ là 1m71,5. Đấy, có nghĩa là ví dụ như một cặp vợ chồng như vậy thì con trai có thể là từ 1m71,5 đến 1m81,5 cơ, chỉnh nhau 10 phân đúng không các bạn nhỉ? Và tương tự như vậy với con gái sẽ là cộng trừ 5 cm. Đó, bạn hoàn toàn có thể dùng công thức này. Thì bác sĩ Thắng hay nói là nếu mà con không được dinh dưỡng tốt này, không được phát triển tốt thì con sẽ bị lùn hơn trung bình. Còn nếu con được dinh dưỡng tốt thì sẽ là cao nhất. Đó, tiềm năng cao nhất của con là bao nhiêu? Đấy, thì ví dụ như bác sĩ Thắng thì bác sĩ Thắng có một cái tiềm năng là cao có thể là được khoảng 1m76 đến 77, nhưng ở thời điểm hiện tại bác sĩ Thắng chỉ được 1m72 đến 73 thôi. Thế nên là bác sĩ Thắng trong cái quá trình mà bố mẹ nuôi dạy ngày xưa thì cũng chưa được tối đa chiều cao đâu. Đó, nếu mà bố mẹ bác sĩ Thắng ngày xưa mà có được những cái video như thế này, đó, những cái video mà các bạn đang được xem ấy, thì có thể bác sĩ Thắng đã cao hơn rồi. Đấy. Thế thì các cái yếu tố như vừa rồi bác sĩ Thắng nói đó là rõ ràng liên quan đến yếu tố gen đúng không? Là bố mẹ, chiều cao của bố mẹ đó, thì ảnh hưởng đến chiều cao của con. Vậy thì yếu tố gen này, còn những yếu tố gì khác có thể ảnh hưởng đến chiều cao của con để cháu có thể cao hơn đấy, cao tối đa đấy? Thì còn mấy yếu tố như này. Gen ấy thì về bản chất chúng ta giảng định là nó chỉ chiếm khoảng 23% về cái sự phát triển của trẻ thôi. Thế còn ấy, 77% còn lại là do dinh dưỡng này, do môi trường này, do môi trường sống. Và đặc biệt là dinh dưỡng và phát triển của trẻ trong 2 năm đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Chúng ta có một cái công thức khác để tính cái chiều cao tương lai của bé có thể đạt được ấy, đó là lấy chiều cao của trẻ khi được 2 tuổi nhân đôi đây. Đó. Ví dụ như lúc 2 tuổi mà bạn ấy cao được 90 phân thì về sau bạn ấy có thể cao 1m8. Nhưng nếu mà 2 tuổi bạn ấy chỉ cao được 80 phân thôi thì lúc đó bạn đó sẽ chỉ cao được 1m60 thôi. Thế nên là chỉ hơn kém nhau một vài phân, một vài cm vào cái thời điểm 2 tuổi thôi, nhưng mà tương lai là sẽ có thể cao hơn nhau đến 10-20 phân đấy nhá. Đấy, thế nên là chúng ta phải xác định là cái tuổi 2 tuổi đầu tiên á, đó, 1000 ngày đầu đời lúc còn nằm trong bụng mẹ và 2 tuổi đầu tiên là thời điểm rất quan trọng để phát triển chiều cao, chiếm đến 60% cái khả năng phát triển chiều cao của bé nhá. Thế nên là chúng ta không được quên nhá. Và ở trong cái giai đoạn này dinh dưỡng ấy chiếm đến 32% tác động vào chiều cao của con. Đấy, thế nên là chúng ta phải rất rất là quan tâm đó là dinh dưỡng và các cái tình trạng sức khỏe cũng như chế độ luyện tập và môi trường của bé. Đấy. Thế bây giờ nào,
ngoài yếu tố gen này thì chúng ta bắt đầu nói đến yếu tố dinh dưỡng trong phát triển chiều cao của con. Thì dinh dưỡng trong phát triển chiều cao của con, mọi người sẽ cứ nghĩ rằng là em cứ cho cháu nhiều vitamin D, cho cháu nhiều canxi thì cháu sẽ cao. Không các bạn ạ, vitamin D và canxi đưa vào nhưng nó phải được cơ thể hấp thu, được tích tụ vào xương đó. Và xương ấy muốn hấp thu được vitamin D, hấp thu được canxi ấy, nó lại phải có một cái gọi là hormone tăng trưởng. Đó, nó liên quan đến cái chế độ vận động cũng như sức khỏe của bé. Đó, hormone tăng trưởng được viết tắt là GH hay là HGH, Human Growth Hormone ấy. Đấy, thì ở giai đoạn cái lứa tuổi này, trẻ sẽ tăng trưởng vượt bậc nhá các bạn nhé, vượt bậc, đặc biệt là vào buổi đêm. Đấy, chính vì thế mà nếu mà ví dụ như bạn bổ sung đầy đủ cho con mà đêm con không ngủ được, con quấy về đêm, con không ngủ ngon thì chắc chắn cháu cũng không thể phát triển chiều cao tối đa được nhá. Thế nên là bố mẹ không được quên, ngoài dinh dưỡng này, bổ sung đủ canxi, bổ sung đủ vitamin D thì phải giữ cho bé một cái giấc ngủ thật là ngon để trẻ phát triển được về đêm nhá. Rồi, tiếp theo nữa đó là cái growth hormone này cũng được tiết ra là nhờ vận động như các bạn nhé, nhờ vận động đó. Chính vì thế mọi người cứ bảo là trẻ con lúc nhỏ này thôi cháu chạy một lúc nó mệt đấy, nó mệt, nó không ăn được, nó mệt chảy mồ hôi, nó bị gầy ấy. Không phải đâu nhé, đứa trẻ ở tuổi này rất cần vận động nhé. Vận động nhiều vừa giúp cho trẻ tiết ra nhiều hormone tăng trưởng GH đấy, và vừa giúp cho cơ thể trẻ, đặc biệt về đêm ấy, sẽ tiết ra một cái hormone đó là endorphin, là chất gây ngủ này, chất giảm đau tự nhiên, làm cho bé ngủ ngon hơn. Chính vì thế trẻ vận động nhiều thì mới cao được nhá. Trẻ con tuổi này lúc nhỏ, lúc dưới 6 tháng chúng ta vận động như nào? Chúng ta vận động cho bé thụ động đó, chúng ta bóp chân bóp tay cho các bạn đấy, làm các bài tập vận động. Lớn hơn từ 6 tháng đổ lên có thể kích thích con vận động, kích thích con chơi. Trên 1 tuổi có thể dẫn con đi chơi bên ngoài. Khi trẻ chạy được đừng có bế con nữa, hãy cho con tự đi đấy, vừa giúp bé tăng cường sức khỏe mà vừa giúp con ngủ ngon hơn, cao lớn hơn nhá. Thế nên là nên nhớ rằng này, di truyền chỉ chiếm có 23% thôi, 77% còn lại là những vấn đề khác, là thức ăn, là chế độ sinh hoạt, là chế độ tập luyện cho bé nhé, không được quên. Thế nên là muốn cho con cao lớn, việc đầu tiên đúng không? Chọn người bạn đời cao lớn. Đấy, nhưng mà ví dụ như chúng ta cũng không phải quá cao lớn. Bây giờ bạn cao 1m50, bạn lại đòi là lấy chồng cao 1m9, khó đúng không? Hoặc là ví dụ bạn một người con trai cao 1m7 thôi, bạn muốn lấy một cô gái cao 1m80 cũng khó đúng không? Thế nên là chúng ta nên nhớ di chuyển 23% thôi, còn 77% còn lại là những thứ khác mà chúng ta có thể cải thiện được trong cuộc sống của bé. Và nên nhớ nhé, nếu dinh dưỡng không tốt, nếu chế độ không tốt, sức khỏe không tốt ấy, thì con có thể tụt đi 10cm so với tiềm năng của bé đấy. Bé có tiềm năng cao 1m8 nhưng lúc này chỉ có cao 1m7 thôi. Đấy, như bác sĩ Thắng này tiềm năng cao 1m76-77, bây giờ chỉ cao 1m72-73, thế là bị mất đi khoảng 4-5cm rồi đấy. Bác sĩ Thắng tiếc quá, bây giờ có bỏ bao nhiêu tiền cũng không thể cao lên được. Đấy, chúng ta có thể thông minh hơn, học tập tốt hơn đúng không? Đấy, chúng ta có thể khỏe mạnh hơn, tập gym, nhưng mà chúng ta có cao được hơn không? Khó đúng không nào? Thế nên là rất mong bố mẹ quan tâm đến vấn đề chiều cao của con càng sớm càng tốt các bạn nhé. Quan tâm từ lúc mà trong bụng mẹ này cho đến khi con sinh ra, và đặc biệt là trong 2 năm đầu đời, bổ sung cho con và tập luyện cho con một cách hợp lý. Đó là những gì bác sĩ Thắng muốn chia sẻ với mọi người trong video này. Nếu các bạn thấy hay thì like, share và subscribe kênh của bác sĩ Thắng. Xin chào, hẹn gặp lại.